Ủa qua này nha anh Tâm á, nên nó rất là đắng luôn anh, Đắng hả? đắng dữ lắm đắng. Cả nhà à, hôm nay mời cả nhà cùng ăn cháo bắp với lại cái này là cá kho, còn cái này là khổ qua nha cả nhà. Đây cũng khổ qua luôn, khổ qua này khổ qua sống, khổ qua này luộc rồi, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Khổ qua này nha Tâm á, nên nó rất là đắng luôn anh. Đắng, đắng dữ lắm đắng. Đắng. Không có thịt thốt rồi đâu. Khổ qua thử ngoài nha, nó hay sẽ thuốc đúng không, sẽ thuốc là nó bán cái đắng nữa không. Rồi mình mua là nó đâu có đắng nhiều đâu. Nó to cái bự nó càng bự nó ngay cái tắc con này cũng ngon. Ngon kìa. Ngon. Ngon. Để tôi làm. Ừ. Ăn cháo rồi, kêu cá. Ừ. Công nhận anh. Bắp mà bỏ vô cháo này ăn ngon ghê. Ngon hả? Ừ. Nó thơm á, mà nó dẻo ngon. Nhỏ là con đường của cơm, dù như gạo á. Để bắp nữa mà bắp, bắp nếp ngon nè. Ừ, đúng rồi anh. Mỹ. Hay nấu bắp Mỹ. Bữa nào ở nhà nấu cháo bắp ngon á. Bao ngon luôn. Ừ, giờ chuyện tới ha. Còn bắp mấy ra bắp? Bắp mình làm nãy bắp nhỏ á. Cái bắp rồi. Cái bắp Mỹ sẽ to rồi. Bắp nếp. Bắp nếp nhỏ. Cái bắp nếp với bao nhiêu gạo? Nửa lon hả? Một chén nhỏ gạo như vậy. Một chén nhỏ như vậy, vậy. Ừ, với lại một trái bắp là ra được một tô nha, hai chồng ăn. Cái này là cá biển nha, cái này nha. Cá biển kho rồi. Xong rồi mình làm. Chồng mình gỏi xương ra. Gỏi xương ra, kho lại lần nữa. Em ăn bụng không tốt nên không dám ăn đồ sống. Ăn cái luộc cho chắc. Luộc rồi mà nó. Luộc rồi mà nó khủng khiếp. Dám ăn chắc. À. Thấm đều luôn, cái từ từ nó sạch không? Ừ. Vẫn ngon. Ừ. Cháo thêm nha cả nhà. Cái đấy có khiến. Ớt này không cay chúng ta thơm á. Không cay ha. Có ớt này là đã cay hỏng lắm. Cái này bắt tâm này đã nữa. Cái này giống như chà bông nữa. Ừ. Mình thôi. Thì thôi vậy. Thay vì như người ta ăn cháo bông vậy. Mọi này nó thấm hả? Đậm gia vị không? Hành tại vì hành tím. Tại vì kho xong rồi. Hành tây. Bắt đầu kho lại nữa. Thấm màu thấm hả? Ừ. Bữa nào ở nhà làm ăn thử. Ngon vậy đó. Nhưng mà cũng tốt ăn ăn cái quà sống rồi. Giòn. Món này từ hai vợ chồng mình chế chứ không có học ở đâu. Tự chế ra. Không ai học được. Chú bắp à. Cháo bắp. Thực tiện ngon. Không nếm nhập thơm mà nó dẻo ngậy ngậy không không cái cháo là nhựa rồi bắp nó là nhựa nữa. Ừ. Hai cái nữa rất là ngon. Ừ. Cái này biết là bỏ dầu muốn thơm thì tí nữa đổ tí ở dưới. Ừ. Ở dưới đây không có chứ trên mẹ muốn người ta dừng hết đi mà ở dưới rồi thì mắc cái mùi bắp đi. Ừ. Ngon.
Dì mình ok. Ăn ăn chua chua là ha, giỏi rồi nha, anh chuẩn bị Anh cho mày ăn. đi. À, đúng không? Bữa làm ăn nguyên một mâm gà măng cục á, trời ơi thôi xỉu nghe luôn, Cái nó xong anh cắn ngay không thuốc nó xong mày cả nhà ăn dưa hấu với mình nha. ừ. Ngọt dưa hấu Em quà này giống như quà em đã ngọt. nữa là nó dọn Làm cái dừa cá thơm ăn không? cái biển mà mua bớt rồi cái gì cái gì Sao ba? Mày cái ba Sao ba nó hiền? Cái người đồ ăn ngon mà nó dữ. cá đậm được nếu cá luộc nó sao ngon bằng nếu mà con cá mà luộc á xé ra hoặc là không ngon bằng luộc cái ngọt lắm mất đi ví dụ hấp cũng được hấp là kho lại còn mình nè Thực ra là do chiên sơ kho rồi chuyển kho, giờ kho. hay kho rồi đổi xương sẽ nhỏ kho lại cho nó Nó càng thấm. ừ. Đa số ăn cá là ngon nhất, không có ngán. Còn có thể điện thịt ăn ngàn trước ngàn sau là đã ngán rồi. Hôm qua chơi được cái thóc đó chứ Không có không? Vẫn có không? Nhiều ăn nữa thì nhá Ăn những đắng dặn đâu nổi. Ở qua nhà ba tầm đắng dữ lắm. Ăn không nổi luôn á. Đắng đúng không? Quá đắng luôn. Ừ, giờ không được Đi ăn không đây. quá Ngọt đúng không? ngọt Đủ mùi vị nha, như đủ mùi vị của cuộc sống nha, ăn không ạ? đắng Con cảm cho chồng mình bào đi chịu cho chú ăn cơm. ngọt 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 Anh đi hấp cháo luôn ngọt 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 hết. ngọt Trời ơi ngọt thôi ăn cái này cháo đi. Không hết à? Bỏ lại hả? À, em ăn làm hai chén là đã nò. Nhớ nè. Nò lắm rồi. Các bạn cả nhà, hẹn cả nhà trong những video tới. Cả nhà nhớ đăng ký và ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Bye bye. Chúc cả nhà.